xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài chương trình Sống Đời Sống Phật trên đài ABC, và giờ này xin mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình. Thưa Thầy, phần 1 vừa rồi mình đã nói về hai điều trọng yếu của sự tu hành, và cho con tiếp tục đó là điều thứ 3, đó là xin tin sâu nhân quả. Thưa Thầy, cái câu này con cũng không có hiểu cho lắm, tin sâu nhân quả có nghĩa là gì, và Thầy có thể nói thêm những cái điều sâu sắc thêm về cái câu này được không ạ? Vì Đạo Phật xin cảm ơn câu hỏi vừa rồi của cô Nhập Phúc. Quả thật vấn đề nhân quả là một cái vấn đề trọng tâm và cốt lõi trong giáo pháp của Đạo Phật. Đây là một cái giáo lý rất rất là căn bản, trụ cột của Phật giáo. Thì chúng ta muốn giải thích một cách tường tận, chúng ta cần phải có nhiều thời gian. Tuy nhiên, có được bao nhiêu thời gian thì chúng tôi trình bày bao nhiêu. Trước hết chúng ta phải định nghĩa nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân là một cái hạt giống, chẳng hạn như cái hạt giống của cây của avocado, tức là của cái trái bơ đó. Khi mà chúng ta ươm xuống, chúng ta chăm sóc một cách kỹ lưỡng và tất cả những cái điều kiện cần thiết, thì tất nhiên là một thời gian sau chúng ta sẽ có cái kết quả, đó là cái trái avocado, trái bơ, để mà chúng ta có thể sử dụng cho những cái bữa ăn trong đời sống thực tế của mình. Tuy nhiên, vấn đề nó không nằm ở cái chỗ mà chúng tôi vừa trình bày, mà trong Đạo Phật nó còn dạy cho chúng ta hiểu nhiều cái góc cạnh khác nhau về vấn đề nhân quả. Nhân như thế nào, quả như thế đó. Tức là nhân nào, quả đó. Nhân nào, quả đó là như thế nào? Ví dụ như mình trồng một cái quả dừa, mình không thể nào có được những cái quả xoài. Hay giả là mình trồng những cái cây xoài, mình không thể nào có được những cái khoai lang, cái khoai sắn. Mà hạt xoài nó sẽ nảy mầm thành cái cây xoài. Cây xoài nó sẽ cho chúng ta những cái trái xoài, tức là cái quả xoài. Như vậy thì quý vị cũng có thể nêu ra một câu hỏi, tại sao mình thấy trường hợp có những cái cây chanh, nhưng mà mình hái trái này, mình nếm thì mình thấy là nó chua, và mình hái cái trái bên cạnh mình nếm thì mình thấy là nó ngọt. Như vậy Đạo Phật lý giải như thế nào về cái câu nhân nào quả đó? Thưa quý vị, nó không đơn giản như là chúng ta nếm. Bởi vì sao? Bởi vì những cái nhà trồng trọt họ đã ghép lắp và chiếc ghép vào, cho nên cũng cùng một cái cây nhưng mà có hai cái nhân khác nhau. Do vậy mà nó đưa đến hai cái quả khác nhau. Thật giả là có những cái mà họ chế biến, mình cứ lấy một cái thí dụ đi, nước xì dầu hay là nước mắm, cái độ mặn của nó rất là mặn, phải không? Nhưng mà do cái sự khéo léo của đầu bếp, là những cái người mà làm thực phẩm, họ biến chế, họ pha thêm nước, họ pha thêm đường, cho nên cái mùi vị của nước mắm, cái độ mặn của nước tương có khác so với cái lượng nguyên thủy của nó. Thì cái cách mà pha chế là nhân,
Nước mắm hạt giả là nước tương, mà nguyên thủy cũng là nhân. Nhưng mà khi mà họ biến chế như thế này để nó đưa đến một cái mùi vị, một cái độ mặn khác nhau, cái đó cũng là nhân. Mình phải xét nhân quả trên nhiều cái góc cạnh một cách chi tiết thì mình mới thấy được. Còn nếu mà mình nhìn một cách tổng quan, mình đưa ra một cái đề quyết như thế này, phán quyết như thế kia, mình sẽ vấp phải những cái sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cho nên có những cái mà nó làm cho cái tiến trình của nhân và quả bị thay đổi. Bởi vì bên cạnh nó còn có những cái điều kiện gọi là nhân và duyên. Độc nhân không bao giờ sinh ra quả. Nếu mà chỉ có cái nhân thì chắc chắn là không đưa đến một cái kết quả. Như là nhiều lần chúng tôi thưa, chẳng hạn như trên cái bàn mà chúng tôi đang ngồi ở đây, có một cái hạt giống. Hạt giống đó có thể là cái dừa, có thể là cái hạt mít, có thể là hạt bơ, có thể là hạt lúa. Hạt giống rất là tốt. Hạt giống tốt thì lẽ ra phải đưa đến một cái kết quả tốt, phải không thưa quý vị? Quý vị đồng ý không? Tất nhiên. Nhưng mà chỉ có hạt giống mà đặt trên cái bàn này, không có đất, không có nước, không có điều kiện, không có ánh sáng, khí hậu v.v. thì kết quả như thế nào? Hạt giống không thể phát triển được. Cho nên ngồi cái nhân còn phải có cái duyên, gọi là nhân duyên. Mà duyên nó có nhiều duyên, chứ không phải là vô lượng. Vô lượng yếu tố và điều kiện trợ giúp để cho hạt giống đó phát triển tốt đẹp. Cho nên mình nói về vấn đề nhân quả, về cái luật nhân quả, thưa quý vị, rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi muốn nói một cái điểm quan trọng ở đây là gì? Nếu bất cứ ai trong chúng ta, dù tin Phật hay không tin Phật, dù quý vị là những người Phật tử hay không phải là những người Phật tử, mà quý vị tin vào cái luật nhân quả, nó sẽ mang lại một cái lợi ích rất là lớn lao. Bởi vì nhân nào quả đó, cho nên chúng ta tránh những cái nhân bất thiện. Chúng ta không có giết người, không có khủng bố, không có nói dối, không có tà dâm, không có sử dụng những cái chất làm cho tâm trí của chúng ta nó say cuồng, tức là tước đi cái lý trí của mình. Bởi vì mình biết nhân như thế nào thì quả như thế đó. Cho nên mình chỉ chăm sóc những cái gì mà nó thật sự mang lại lợi ích lâu dài cho tha nhân. Những cái điều ác mình tuyệt đối không nghĩ, không nói và không làm. Mình chỉ nói những gì Đức Phật đã nói, nghĩ những gì Đức Phật đã nghĩ và làm những gì Đức Phật đã làm. Mình thật sự sống một đời sống Phật, sống một đời sống trong sạch, sống một đời sống đạo đức, sống một đời sống phạm hạnh, sống một đời sống thánh thiện, sống một đời sống vì người, vì cái lợi ích lâu dài của số đông, chứ không phải là vì cái quyền lợi nhất thời của cá thể hay là của phe nhóm. Bởi vì nếu mình biết mình làm những cái việc ác, chắc chắn mình sẽ chuốc lấy những cái hậu quả rất là đau khổ, rất là xấu ác. Cho nên dù có nhà tù hay không có nhà tù, dù có tòa án hay không có tòa án, dù có cảnh sát hay không có cảnh sát, không có cảnh sát, mình hiểu được cái luật nhân quả. Do vậy mà mình không có làm bất cứ điều gì gây ra khổ đau cho người, mình không làm bất cứ điều gì vi phạm vào những cái pháp luật gọi là phạm pháp, mà luôn luôn làm những cái điều thiện. Cho nên hiểu được cái luật nhân quả, thưa quý vị, nó sẽ giúp cho xã hội này một cách rất rất là lớn lao. Ai tin vào luật nhân quả, hiểu luật nhân quả và cố gắng áp dụng cái luật nhân quả vào đời sống, đó là một cái sự đóng góp lớn lao, có thể nói rằng vô cùng lớn lao cho cái việc cải thiện những cái bất hạnh, những cái bất ổn của thế giới nhân loại hôm nay. Cho nên là những người muốn làm một cái gì đó nhằm tạo một cái sự khác biệt lớn lao, tạo một cái sự thay đổi lớn lao để giúp cho con người có một đời sống thật sự giải thoát và an lạc, chúng ta hãy tin vào luật nhân quả
và hãy cố gắng làm theo những gì mà chúng ta hiểu về cái luật nhân quả mà Đức Phật đã khai thị. Thì thưa quý vị, để kết luận, chúng tôi muốn thưa một cái điều như thế này. Luật nhân quả không phải do Đức Phật. Khai sáng. Không phải do Đức Phật chế định. Mà luật nhân quả dù có Đức Phật hay không Đức Phật, nó vẫn có mặt. Đức Phật chỉ là người khám phá ra cái luật nhân quả và chỉ dạy để giúp cho chúng ta hiểu được luật nhân quả. Đức Phật khuyên chúng ta hãy tin vào nhân quả, tránh những cái việc làm bất thiện để đưa dẫn đến những cái hậu quả xấu ác cho mình và cho người. Và ngược lại, những điều gì là thiện, là tốt và chúng ta khuyến khích và chính mình nỗ lực để thực hành. Và chỉ có như vậy thì đời sống này mới thật sự giá trị và ý nghĩa. Và chúng tôi xin kính chúc quý vị vô lượng an lạc, phước huệ trang nghiêm. Con xin cảm ơn Thầy Viên Lý đã nói về 4 điều đầu tiên trong 10 điều trọng yếu của sự tu hành. Và cũng rất chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Đời Sống Phật trong những giây phút vừa qua. Nếu có những thắc mắc hoặc nhu cầu tâm linh, hoặc có những ý kiến muốn đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị hoan hỷ cứ liên lạc đến Chùa Điều Ngự, số phone là 714-890-9513, hoặc đến Chùa Diệu Pháp ở số phone 626-614-0566. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau.